phần lớn chấn thương đầu ở trẻ em rất may mắn là những cái chấn thương nhẹ liên quan đến những sinh hoạt hàng ngày của trẻ như là chơi thể thao hay vận động. Tuy nhiên một số ít trường hợp nặng còn lại là liên quan đến, thứ nhất là mình tham gia giao thông mà nó không an toàn, thứ hai trẻ chăm sóc trẻ nhưng mà có những cái không có theo dõi và giám sát kỹ, ví dụ nhà có cầu thang mình không rào chắn kỹ, hoặc trẻ tập đi nhưng mà cái phương tiện không phù hợp. Đặc biệt là cái tỷ lệ chấn thương nặng cần phải phẫu thuật rơi vào cái trẻ, nhóm trẻ tham gia giao thông mà đã đủ điều kiện, đủ tuổi nhưng mà không đội mũ bảo hiểm, hoặc mũ bảo hiểm không đúng quy định, nó thường dẫn đến những chấn thương nặng cần phải phẫu thuật.